như Trần có câu hỏi là tóc em tẩy xong khá là nát, em ra salon thì người ta bảo phải cắt đi nuôi tóc mới, nhưng bản thân em không muốn cắt. Vậy thì làm sao để mình xác định được là tóc mình có phục hồi được hay không ạ? Đối với trường hợp của em á, thì chị cần phải biết được là nó hư tổn ở mức độ nào. Ví dụ như mức độ vẫn có thể chấp nhận được thì chị có thể sử dụng phương pháp bọc keratin hoặc keracil để cho mái tóc của em được một lớp bảo vệ. Thì cái keratin keracil này chúng ta vẫn phải sử dụng thường xuyên. Và bao nhiêu lâu chúng ta sử dụng phương pháp keracil này một lần thì cái này chị không thể chắc chắn được, bởi vì chị phải biết được là ở nhà em sử dụng dầu gội gì, em có đi bơi hay không, em có vò tóc hay không. Thì sau khi chị sử dụng phương pháp keracil cho em, chị sẽ tư vấn cho em kỹ càng hơn trong cái việc chăm sóc tóc ở nhà. Nếu như không muốn cắt tóc thì có thể thu xếp thời gian qua, chị sẽ tư vấn trực tiếp cho em trước khi làm. Vậy thì sao em muốn hỏi là keracil có phải là phương pháp uốn phủ lụa hay là phủ bóng gì không? Siêu thì như mọi người biết thì nó là lụa, nó sẽ làm cho mái tóc của chúng ta vừa bổ sung keratin và vừa làm cho tóc của chúng ta mềm mại. Kỹ thuật của nó sẽ tiên tiến hơn một xíu so với bọc keratin không. Vậy thì keracil là một dòng sản phẩm chuyên biệt. Đúng rồi, keracil là dòng sản phẩm này của Goldwell. Đây. Là một dòng sản phẩm chuyên biệt khác với keratin. Thì chúng ta có thể dùng liều lượng như thế nào để có thể tư vấn cho bạn Như Trần luôn? Liều lượng thì cái này chúng ta không áp dụng ở nhà, chúng ta không thể làm áp dụng ở nhà được, chỉ áp dụng ở salon. Vậy thì qua lời chia sẻ của chị Thái Phụng, chúng ta có thể hình dung mái tóc cũng như là làn da của chúng ta lâu cũng phải dưỡng ẩm, dưỡng kem một lần đúng không?